Mặt nạt lưới bố bằng cho cờ là bôi cho em hỏi hôn thêm bôi thi chị bôi cô cả mà bố lại cho bên nam nam ra bàn em ngọn ơi hơi bố về chôn na hơi em đang chức đang chờ thượng ôn bộ bài trên ôn sao chị ấy nhớ ơi nhà ơi chờ cha chờ qua ôn cương bàn thốt nhà cho hơi bố mẹ cho đất nhà cho nó phải lùa ngộ quay săn miệng phòng hư bắn phần ơi ồn mặt nạt lưới bố bọn cỡ xin đừng ở bọn là bùi ở thì dù ra bàn em ơi trên là dung hơi thôi cha làm mà cho đẹp mà nôn mưa chị ngã hôn mình đều chung thiên cung giàu nà hư bữa ngày bố mẹ kính nhớ cha bùn ở bên chi vong đô quần ra bàn em thuyền ôn hơi thế nào đẹp ha chưa là hoang em
chăng pôi à thôn à pôi thừa hôn à nói vậy hôn à ôn ơi mẹ ngã chẹp mà cho câu à đi đưa em hỏi à ôn con nàng câu à bà cũng hay ôn à câu à hỏi ơ tiếp cái quang câu bà ra bàn ê nhà ơi hỏi tham hơi ớt lương khập mà chân ai ở bàn giường ngang chiều à trong ôn quan đua chẳng ai bồi ngã cô ê nhà thương ơi đền là bố mẹ nhà đơn hà bố ở lại thật nữa là cho thượng ra bàn này nhà ơi ôn ơi ôn bồ bài ôn ơi yên đi đang yên câu trả lời ôn thượng ôn yêu bỏ hoa mẹ quê ước núi quê âm ơi nhà ơi ôn ở bộ ê nhà rơi đều thương ra bàn em bằng đau xoan cho cô à đông ồn ơi thôn à ca mà cho tôi ơi thương cô ngày ồn ơi chàng à lo cái việc ngày có chi thô nga cảm yên cung yên đi chẳng man yên thùy hư hoay thầm ôn yêu chiều hòa chi vài là đi chim ở chiều à bố chiều mê ở mặt chim mà ở nó ra bàn nói cái duyên số phận chôn hơi các cô bà đã qua đời đưa em bị hôn đôi mình là quyền ni dồn còn răng chi nữa lại tiếp mà
ơ tu ca cao a lời cho thượng à vui giỏi thôi à ha xếp ba lại à hơ cầu à hơ ni mình chuyện à cầu à ha khác nó thì hư hay à hơn à ni giòn à để à un nó nhót nó chỉ là ba cứ à ơ tiếp câu à lời cho thượng à với bạn à ê nhà ơi ngọn à ơi hơi ơ làng à làng à mà ơ nghe mà nghe ê nhà hoài ôn nàng câu từ cô ngài ôn à câu à ba ê nhà hỏi là vừa qua xin à ê tiệp ở nhân đỡ là câu từ cha xin à hơi à mẹ để à chôn à nàng mày à nam mày à nữ ôn là hơ thư à chị à bồ hình à con gà mà ơn tóm lại nhớ chàng ở màng trường hoài ôn ở màng ôn ở rơi bố ê nhà đại nhớ bố mẹ chính an là ở con ở một nhà nam một nhớ nữ un à con ở bố ê nhà rơi ai nhớ cha xin mẹ để ha chiều à hơ nôn một nhà nam mô cha nữ thân là đẹp mà đôi à ni giòn à ê nhà cha có vợ là có nhà còn à un ở lại một nhà nhà mô cha thân ra bàn này anh đi hơi cha vợ cho con ba cho em kể ta ban cùng về với ai già ơi giàu nà thân nà u học trạm mơ cô nga chung nga nhà răng nga chẳng nga đi bàn em nga đi hơi cô nga sầu à chơi bê kha đưa em bê à hôn chung nhà cho bụi đi dầu nà hương
nhờ ngạo chín quét nở nhà quang ra bàn này nhà ơi chẳng lo chi cài chôn hơi cò em cò hôn bên điều là chung ơi bài hôn à thế à un na nhớt na gì là bằng lòng ơi nhà ơi chớ vội tâm lòng mà trường cơn bàn này nghẹn à ni hơi nói thật mà rồi áo nàng ơi chẳng nói rồi áo nàng hơi đứng lo hơi bà nôn đôi à mê kết nở ban nà muôn nà phân nở tâm nam mà ra bàn em như còn nà răng chi là chôn nà hơi cho em kỳ ta ban nà con nàng hớt lắm mà làm mà cô ngày hôm nà thế à em nhớ hoài hết răng chưa được cho ôn hỏi cho vừa lo ngại nhà cương bàn này nhà ơi trời à ta có hàn chôn hình đi chẳng hỏi nữa rằng nhường lời chôn thượng ơi hồn thượng cả mà ơn đờ là nhường lời đờ cho ôn ở tiệp câu lời ở theo ý nhà ra bàn ý nhà ôn ơi ôn hỏi bây ôn cầu đó ngã man anh thời hư bố cho hồn thường hỏi cha má bố mẹ lại nhớ chàng ơi anh này anh chắc yên hơi chỗ ngã ồn trời đang ồn thương ồn hơi anh chàng hơi bố cho ồn thương xa
đầu đạch quạc đời đôi bên ra bàn em cài ni riêng na phần rộn ha chẳng chi phải chị mình muốn con lên bù nhà cho em đã ổn đường những ba bê nga tật chôn ơi bồ bê đặc quạt trả nuôi cùi đầu bê là ấm mà rơi ổn đường trường em nhớ đất đà cho lìa làng như con dễ nhớ làng đà nhớ mang đất nhà rơi ra bàn này nhớ rồi em nhớ bùa cha đà cho lá tiệp mơ tục để rơi hoài thêm mà cương bản ê nhà ơi ngọn à ơi hơi ôn à hoài à về ôn à hơi ên đi đã ngã đời là lời ôn thượng hỏi à tam mơ ê nhá mạng ớt lòng ở nhà hỏi à tam em nhớ có mấy là anh em mà gọi ổn hỏi ê nga bồ chôn ha chẳng đâu cả cha ha quang ma phiền ha đôi ha ổn thương ổn à đang đôi chữ là đoàn chờ lời thương thiêng nhớ ổn chớ u na mong ra bà nãy cha chinh a hơ mẹ đề a hơ an ba người ơ hà la nam mô cha nữ em là hơ út nhà yêu đã ổn đường xuống đôi nhà làm mà cô luôn có em có chi đẹp mà luôn đôi bên ra giỏi em nghe la hơi con út nhà chờ hà nhà đường mong ha khói cho bộ khá nhà em nhà đã ổn trường nhưng đây cây thuở hè chưa đã khá nhưng
chưa có chi ba con em mi ổn đường bao vườn ôn trời là hoa đào trời à em lễ có cái ngơ ra chép mà gài à rồi ai nhà ơi chuyện à đi hơi chưa bờ chưa chưa ba em đang đi à ha rong à thịt ba con em đã ổn rồi ôn chàng có ngài là chàng ở đâu ôn nào ia ở và chàng ở đâu ôn đi ra bàn ê nhà ơi em đi nói thật đau na hơi đi chưa vợ chưa bà la hồng đã nên ngôn na hôm mà qua trời à đủ cả cùi thấy ba qua con rơi hải nhà là chi ơi ôn cỏ cho về là mưa ôn đi nói à rồi cho lòng thương anh cô ngày ồn à ê nhà ơi bố thật cho rồi à rồi đợi lẽ ở tiệp câu à lời hỏi thêm mà ổn ơi hỏi tiệp mà chôn ơi đang ngã đôi là lời ôn yêu hỏi trăm ba đông lò là chín vàng hỏi trăm trên chuối nhớ trang là chị em bộ nhà cơ ổn hỏi hơi nga bộ chôn ở liền em đi chị ngã thức là bùi thiên trùng đã ổn thường trên chung vừa đẹp mơ là vừa chi ôn ở bàn đôi mi nhớ chung trên cơn gió em như còn răng chi nữa chôn hơi đôi ngả ni đang mong muốn đôi mình chung
thiên đại hồn có hoa từ ngoài lá cho tiệp má tuộc lê nhớ hoa câu rằm ra bàn ngọn ơi hơi cứ hỏi chôn na hơi cầu đó ê ngã man anh chàng hơ bô cho ôn thương hỏi à cha mày ở đồ tại như trang bố cho cô hải ổn hoài ơi ca la lào mày ở làng cờ đang mày à đôn này anh chàng hơ bố luôn à luôn trường à nhà ơi ơi nhà bố chờ lại liền ở đàn đó ăn ở chưa cả đời chờ lời thường ra bàn em ổn hoài con lệ ngà bộ con la lào cha la hớt lang cờ đang hà la hà đốt mình con hơ đứng ni ni dào na về la nhót nó chỉ là bán lòng đồ xếp mơ lại cái áo tôi mình hơi đã hỏi hơi thăm mà hơi ca đầy chờ tôi mình nhớ hát na dồn là cứng ca vài ở chuột vài chào đôi cầu cương giỏi trời gian có hàn chôn ơi đời bề ổn mệnh chú cá chào mấy cầu đã dọn nà chú cá em đi chốt là quê lên nhớ được hẹn ở lại cái ngày buổi cầu ra bàn em cảm ơn hơi lời chúc lời chào hà thay nô mà lê đưa vào tay tìm đã ổn thương chú cả em nhớ thiêng hạt lưới hồ đưa dịp mơ lại là
cảm ơn lời chúc lời chào đổi sẽ hẹn gặp cả buổi khẩu đã dọn còn đang chia nửa ra e nhớ buồn đang mơ ước rơi gặp nhau cảm ơn na cài chư lạc ngã sơn ngày đó anh vị là dung tha đàng đón anh cô ngày ôn na ôn na y nhất na chi là ba lòng ôn con nhớ lại tâm ma lòng ê nhà chào ra bàn ê nhà cảm ơn. Hiền Lương Bakery tự hào là thương hiệu bánh mì, bánh ngọt nổi tiếng, lần đầu tiên có mặt tại huyện Lạc Sơn. Địa chỉ cơ sở 1, siêu thị Hiền Lương, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội. Cơ sở 2, số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ ủ hơi lên men tự nhiên và đội ngũ thợ chuyên nghiệp có hơn 30 năm nắm giữ bí quyết, kinh nghiệm trong nghề làm bánh. Hiền Lương Bakery mỗi ngày cho ra lò khoảng 60 sản phẩm bánh mì các loại được chế biến từ nguyên liệu bột mì nhập khẩu châu Âu. Hiền Lương nhận liên kết mở đại lý phân phối cấp 1 và nhận đơn đặt hàng các loại bánh mì, bánh ngọt, phục vụ tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hội nghị và các sự kiện khác. Cửa hàng siêu thị bánh mì Hiền Lương có đội ngũ nhân viên trẻ đẹp, phục vụ nhanh nhẹn, luôn giữ cho bàn ăn sạch sẽ, không gian thoáng mát, giúp thực khách cảm thấy thoải mái khi thưởng thức các món bánh mì mang đậm phong cách châu Âu, kết hợp với hương vị quen thuộc của người châu Á. Đến với Hiền Lương Bakery, quý khách còn được thưởng thức nhiều món truyền thống nhưng hương vị mới lạ như cà phê, trà sữa, trà trái cây, xúc xích, phô mai que, nem chua rán, khoai tây chiên, pizza bò, pizza hải sản, đùi gà, cánh gà chiên xù và nhiều món khác. Sản phẩm bánh mì Hiền Lương cam kết không sử dụng hóa chất và chất xúc tác, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiền Lương Bakery thường xuyên tổ chức các trò chơi có thưởng dành cho trẻ nhỏ. Với mong muốn đem đến hương vị mới, cảm nhận mới cho bà con dân Mường, huyện Lạc Sơn, cửa hàng siêu thị bánh mì, bánh ngọt Hiền Lương sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc, mọi nơi. Địa chỉ số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Hiền Lương Bakery, niềm tin về chất lượng. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở quay trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.
đơn giản.